đã kèm vàng nhỏ này. Thứ 8 sò này. Còn loàn những 450 con này. Đánh không nổi đâu. Đấy, nó đánh chưa hết được công suất của loa này. Mà nó rất là sướng rồi. Cái dòng loa này thì cái khoảng bát cái khoảng tép nó rộng lắm. Nó dùng bát neo tép neo mà. Cái khoảng bát cái tép nó rất là rộng. Nhất là loại vòng này mà đánh ngoài trời thì thôi rồi. Hay là những cái phòng quẩy. Phòng quẩy thì thường là phòng bay ấy, thì thôi tuyệt vời luôn. Cái dòng này thì em khuyên các bác ghép với những con đẩy nào công suất lớn một chút. Đấy, suất lớn thì đánh được nó. Thì cái con này á, trong cái bát của nó đó là nó ghi là công suất là 600W rồi. 600W. Và công suất làm việc của cái lò này là 400W, 450W rồi thì rất là cao. Có thể nói là nó cao nhất trong những phân khúc bát 30 trên thị trường. Không có một cái phân khúc bát 30 nào có thể qua được nó cả. Đấy, nó là hiện nay là cao nhất rồi. Mà còn nó cao bằng cả bát 40 hoặc là hơn bát 40. Đấy. Công suất nó cao hơn cả bát 40. Dùng bát neo mà tép neo luôn. Dòng này thì phân tần, tất cả phân tần đều là USA. Của hàng nhập Mỹ hết. Đấy. Thế là bác yên tâm. Bát test thì của Italia. Xịn. Đấy. Hàng rất là chất. Bây giờ test. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Mở họ cho đang đẹp. Lâu này rất là đẹp luôn. Đấy, ốc vít này. Đó, nhìn cái con ốc bắt loa cũng làm bằng ốc thép không dỉ. Đấy, cực kỳ tốt. Có thể nói là loa này chịu đầu tư phết. Đấy, rất là đầu tư. Đấy, cực kỳ đẹp. Thì cái con này là thường thường thì chúng ta là những là ốc sơn thôi. Thời gian là nó dỉ. Cái cả B3 cũng vậy. Nhưng mà cái thằng này nó còn chơi ác hơn, nó chơi hẳn lại ốc thép không dỉ. Đấy, ốc thép không dỉ. Cái này con dùng chưa biết bao giờ cho nó chữa màu nó gì đây nó hư. Đấy, chữa màu màu trắng thì nó đã ngã sang. Đấy, màu trắng nguyên bản thì nó đã ngã sang đúng màu theo thời gian. Đúng là hàng bãi. Đúng chất hàng bãi luôn. Rất là đẹp. Màu này nhìn được chắc chắn hơn. Chứ khi mới nó nhìn được không được đẹp đâu. Đây, các bác nhìn cái điện thoại này không biết là ở ngoài nhìn nó cảm giác nó cứng cáp. Thế còn cái hàng mới nhìn được trắng bẹt thì không thích. Em không thích. Rất là bẩn. Dễ bẩn. Và những dòng này bây giờ nó đã màu trắng, nó đã chuyển sang màu ngã hồng, vàng hồng. Đấy, như là nhìn nó rất là cứng cáp, nó chắc. Cực kỳ đẹp. Em về được 25 đôi. 25 đôi. Đúng ra là gần 40 đôi. 40 đôi. Nhưng mà nhường lại cho một ông bạn hàng một ít thì còn 25 đôi. Hôm nay do sắp này là thị trường nó khá là cắt khao. Nó khá là chịu khó đầu tư đi săn lùng. Chính vì vậy mà không dám chuyển vận chuyển nhiều. Đấy, không dám vận chuyển nhiều về. Cứ một hôm là vận chuyển 6 đôi. Đấy, vận chuyển trong vòng 4 hôm là hết. Vận chuyển trong vòng 4 hôm. 4 hôm mới hết được. Thì 6 cặp này mới về thôi. 6 cặp này mới về nhưng mà đã có người đặt hàng hết rồi. Đã có người đặt hàng hết luôn rồi. Thì ngày mai lại về tiếp. Ngày nào nó cũng về cả. Trong vòng 4-5 hôm là biết hết được cái lô hàng. Nên các bác cứ yên tâm. Đấy. Bảo là có hàng với bác nào mà ưng dòng này rồi thì thật thì liên hệ với em để có giá đẹp. Đấy. Các bác vui lòng đăng ký kênh của em nhé. Đăng ký kênh nghe. Rồi. Số lúc đó. Số điện thoại em trên màn hình đây. Bác nào cần hàng gì thì liên hệ với em. Để đặt lấy hàng. Đặt hàng nhé. Rồi, cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại. Những video là sau.